Xin chào Hà Giang. Ra cái chuyến này đi để em muốn ra trực tiếp tới mọi cái. Lên lấy mẫu nước để xét nghiệm thì tỷ lệ sắt trong rất cao. Thế ở trên này thì lại không có máy móc để mà xử lý. Cuối kỳ mùa là bắt đầu là phải đi mua nước. Đã sâu xuống là đá, không có gì để bới được. Do đây là hồ nước tại xã La Xà Phìn, được xây dựng từ năm 2002 và hiện đã hư hỏng từ lâu. Nhưng nó không đủ để cho các con sử dụng một ngày một lít. Và ngày hôm nay, thay mặt cho group Dạy Con Trong Hạnh Phúc thì Tuyến mới đến đây để chúng ta khảo sát chính và thấy được có một cái bể không đủ, vì vậy chúng ta đang chung tay xây thêm bể thứ hai. Đây là con đường mà chúng tôi hàng ngày phải leo lên lấy nước để phục vụ cho các con. Với những khôi khe đá rất là khó đi, nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng để lấy nước để phục vụ cho các con ạ. Khi thiếu nước thì rất là khó khăn luôn. Đến lúc mà rửa dãy học sinh còn không khó, để mà rửa ly nước để uống cũng khó. Nhà trường nuôi ăn là 291 trẻ. Dự kiến là cái bể này mình sẽ ở chỗ này mình sẽ đào xuống 100 khối nước và 100 tấn. Lại bề mặt nằm lên nó nữa, đá thì đều biết là nặng nào thì nó. Ở trên này thì hiện tại thì rất là khô hạn và khó khăn về nguồn nước. Ở đây thì hiện tại trong vòng bán kính khoảng tầm 5 cây thì hầu như là những cái bể chứa nước là đã khô hạn hết. Và đây là một cái bể mà hiện tại thì vẫn còn nước và có thể nói là nhiều nhất trong cái bán kính tầm 5 cây. Mười giờ xuất phát từ Hà Nội và gần 5 giờ sáng đã lên đến Hà Giang. Dù trời mưa nhưng chúng tôi đã có những giờ phút nghỉ ngơi tại một homestay nhỏ nhỏ. Và bây giờ hành trình tiền trạm Hà Giang của Seroto và thành viên nhóm Dạy Con Trong Hạnh Phúc chuẩn bị bắt đầu. Hãy cùng theo chân chúng tôi để biết chúng tôi đang làm gì và mang lại điều gì trong tháng tới cho quý vị và các bạn. Xin chào Hà Giang! Vượt hành trình khoảng 130 cây từ thành phố Hà Giang và chúng tôi đang có mặt tại xã Xà Phìn. Và đây là Ủy ban Nhân dân xã. Hành trình tiếp theo sẽ là làm việc với Phó Chủ tịch xã để cùng triển khai những dự định sắp tới cho chương trình thiện nguyện tại nơi này. Thì thực ra cái chuyến này đi để em muốn rất là trực tiếp tới mọi cái. Thì em hy vọng rằng cái chuyến đi này của mấy anh chị em sẽ thực địa thực tế nhất và chạm nhất, để mình phải đi rồi thì mình bắt đầu lan tỏa đến người khác được. Lấy mẫu nước để xét nghiệm thì tỷ lệ sắt trong nước rất cao, nên là khi uống là cũng rất là nguy hiểm. Đấy, nên là người ta cũng không khuyến khích là bà con nên sử dụng cái nước đấy, nhưng mà không có cách nào khác phải dùng thôi. Đấy, ở trên này thì lại không có máy móc để mà xử lý. Gom hết học sinh lớp 3 từ các điểm trường về học tại trường chính, do vậy thì càng thêm cái gánh nặng cho thầy cô về nước ăn. Hơn 400 cháu thì một ngày bình quân là một xe là không thể đủ cho các cháu ăn trong một ngày. Cuối kỳ mùa là bắt đầu là phải đi mua nước, nhà trường phải mua nước cho các em học sinh ở bán trú đây ạ. Rất là khó khăn về nước, thiếu nước. Tức là đối với Xà Phìn ấy thì tất cả các địa điểm ở trên Xà Phìn, đặc biệt là cái điểm nhà trường mà đã được nhà nước thu hồi đất để xây dựng các điểm trường công, thì hầu như là mặt bằng không có mặt bằng, thì chúng ta không thể đào bới, đào xuống dưới thì làm bể âm cũng khó. Riêng bây giờ là đào một cái giếng âm thì nó sẽ sử dụng đến máy móc, nhưng mà đã sâu xuống là đá, không có gì để bới được. Do vậy thì chúng ta sẽ làm bể chìm thì rất là khó. Đấy thì được các nhà hảo tâm là người ta hỗ trợ mấy cái tép nước, nhưng mà cái tép nước này cũng chỉ chữa, tức là bể trong này khi mùa mưa mà bể đầy thì sẽ bơm lên cái tép kia, và khi nào mà hết nước trong bể thì lại lấy ở tép xuống để cho học sinh ăn. Và bình quân là mỗi cháu là một ngày cho làm một lít, đấy là gọi tiết kiệm rồi. Thì cả ăn, cả uống, cả tắm giặt, đấy, rửa vệ sinh cá nhân. Thì mấy này là bên nhân nó cũng phải rơi vào khoảng hơn 400 lít nước. Đấy, mà như thầy Tiệp vừa chia sẻ là nước ở đấy thì rất là đắt. Lúc đầu thì có mấy cái hồ treo vẫn còn, thì mình thuê thợ đi chợ thì nó sẽ rẻ hơn, nó rất gần. Nhưng bây giờ là chú ý là tận thị trấn Phố Bảng trở vào, hoặc là ngoài thị trấn Đồng Văn trở vào. Chỉ có hai cái thôi. Mà năm nay là chỗ thầy Vinh Tủng đấy có một cái hồ chứa nước. Quanh năm suốt tháng không biết cạn là gì, nhưng mà năm nay là đã cạn sạch luôn, không còn nước nữa. Cả nhà cũng thấy rồi ha. Ở đây là nhiều chính sách của các con được nhà nước cũng hỗ trợ, chính phủ cũng hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên á, khu vực này là khu vực đá ngầm rất là nhiều, cho nên cái việc mà quan nước lấy nước sạch nó rất là khó khăn, và hiện nay cái tình trạng thiếu nước nó rất là nghiêm trọng. Cả nhà mình hình dung ha, đây là một cái bể chứa nước của một trường, hiện nay là gồm có hai cấp khối, cấp 1 và cấp 2. Mặc dù chúng ta có đang có hai bể chứa nước nhưng mà hiện nay lượng nước cũng không đủ để cho các con dùng, và vẫn phải đi mua ở các khu vực lân cận. Đây là cái bể nước ăn, chứa nước ăn của học sinh.
toàn bộ cái hệ thống dẫn nước từ mái nhà bằng cái ống này đi xuống để trữ nước trong này. Và nhà trường làm cái nắp này để thứ nhất là mình cũng đầu tư cái ống này để dẫn nước từ trên mái nhà cũng đi xuống bể y xì như này. Đấy. Và cái của mình nó sẽ lớn, khối lượng nó sẽ to hơn cái này. Đây là hồ nước tại xã Sà Phìn, được xây dựng từ năm 2002 và hiện đã hư hỏng từ lâu. Để cải tạo xây dựng lại thì khoảng mất từ 1 đến 2 tỷ và xã hoàn toàn bất lực không thể xây dựng được nữa. Chính vì thế cái hồ nước này bỏ hoang từ lâu rồi. Và chỉ chờ đợi một chút nước mưa đọng lại như này để dùng cho gia súc thôi. Còn bà con sinh hoạt thì phải đi gùi nước ở rất xa. Chính vì vậy, nhu cầu xây dựng những bể chứa nước, nguồn dẫn nước tại nơi đây là rất bức thiết. Và đây là điểm trường mầm non xã Sà Phìn, nơi có khoảng gần 300 bé đang sinh sống. Chính bởi điều kiện khó khăn, nguồn nước khó khăn, nên nơi đây thực sự nhờ những cái bữa ăn, những cái giờ giấc sinh hoạt của các bé là một cái vất vả đối với không chỉ thầy cô mà cả các con nữa. Thì ngay sau lưng Tuyến chúng ta thấy đây là có một cái bể chứa nước hiện nay nó đã có sẵn. Tuy nhiên vì ở đây á, nguồn nước nó không phải như ở Hồ Chí Minh hoặc là ở tất cả các tỉnh thành khác. Nó lượng nước lấy từ nước mưa, cả nhà cũng thấy cái ống dẫn nước ha. Lấy từ trên mái nhà xuống và ở trên thì có cái nắp. Sau đó ở đằng sau cũng có những cái tép nước sạch phải mua. Tuy nhiên nó không đủ để cho các con sử dụng một ngày một lít. Và ngày hôm nay thay mặt cho lớp dạy con trong hạnh phúc thì Tuyến mới đến đây để chúng ta khảo sát chính và thấy được có một cái bể không đủ. Vì vậy chúng ta đang chung tay xây thêm bể thứ hai. Và chúng ta có thể nhìn đằng sau lưng của Tuyến để thấy được cái hiện trạng của khu vực xã Sà Phìn ha. Đó là sao ạ? Đá rất là nhiều. Rất là nhiều đá. Vì vậy ở dưới này nó không có mạch nước ngầm. Có những mạnh thường quân đã từng đến đây xây khoan nước, nhưng mà mũi khoan bị gãy hết và không thu được mạch nước ngầm. Điều đó cho chứng tỏ thấy rằng ở đây cái lượng thiếu nước và để có nước sạch nó thực sự là một sự hiếm hoi của khu vực xã Sà Phìn ạ. Đây là con đường mà chúng tôi hàng ngày phải leo lên lấy nước để phục vụ cho các con. Với những khôi khe đá rất là khó đi, nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng để lấy nước để phục vụ cho các con ạ. Khi thiếu nước thì rất là khó khăn luôn. Đến lúc mà rửa dãy học sinh còn không khó, để mà rửa ly nước để uống cũng khó. Nhà trường nuôi ăn là 291 trẻ. Cái khó khăn lớn nhất về hiện nay là cái tình hình, cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Hiện tại nhà trường thiếu nước cho học sinh là bắt đầu từ tháng 11. Nhà trường cũng thiếu thốn về tivi cũng như là máy chiếu và đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho trẻ. Dự kiến là cái bể này mình sẽ ở chỗ này mình sẽ đào xuống đến cái đá đến đấy sẽ xây lên, xây cao lên thì sẽ toàn bộ cái chỗ này sẽ là cái bể chứa nước cho học sinh. Thứ nhất là chống xé trong khối nước khoảng 100 tấn, lạnh bề mặt nằm lên nó nữa, đá thì em biết là nặng nào thì nó vào. Rồi, rõ ràng. Vì anh ở đây 18, 20 năm nay rồi. Xã nào ở đấy anh vào, xã nào biết anh, vì anh làm ở trên này nó lâu lắm rồi. Mới đi xã nào từ trước 20 năm anh ở đây rồi. Xã nào anh đi. Đây là một điểm hồ nước mà may mắn còn chưa cạn. Và nơi đây trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của những người dân. Mọi người sẽ đi từ khắp nơi về đây để lấy nước sinh hoạt về cho cuộc sống, cũng như là mang đồ đến để giặt giũ. Và thực sự thì cái bể này chắc là cũng không dùng được lâu nữa. Khi với thời tiết khắc nghiệt như thế này thì hy vọng rằng sẽ có nhiều sự chung tay đóng góp để có thêm những bể chứa nước nữa cho những đồng bào ở khu vực này. Ở trên này thì hiện tại thì rất là khô hạn và khó khăn về nguồn nước. Ở đây thì hiện tại trong vòng bán kính khoảng tầm 5 cây thì hầu như là những cái bể chứa nước là đã khô hạn hết. Và đây là một cái bể mà hiện tại thì vẫn còn nước và có thể nói là nhiều nhất trong cái bán kính tầm 5 cây. Nước thì lấy cho bọn lợ với ngừa uống. Nếu mà mình vẫn hơi khổ tí, nếu mà muốn ngày thì mình chờ vẫn làm chiến, muốn chiến thì chờ 2 ca. Hãy
những bản làng lơ lửng giữa trời mây, hồ treo cạn khát từng dòng nước ngọt, những em bé còng lưng sau giờ học, vượt núi đồi đi cõng nước khe xa. Đói và nghèo le lắt đời ông cha, dừng lại thôi đừng nối dài thêm nữa, mỗi em thơ cần là mặt trời nhỏ, sáng đời mình, sáng cả bản mai sau. Một bàn tay thì bé nhỏ làm sao, triệu bàn tay lại nhiệm màu cổ tích. Giữa guồng quay của đam mê bận rộn, xin đừng quên những phút giải tâm từ. Dòng máu đỏ chẳng phân biệt gần xa, và phước duyên tự mỗi người đối diện. Xin một điều biết nâng niu trân trọng, từng nhân duyên hiện hữu được làm người. Tiếng vọng nào cũng dội lại mà thôi, trao và nhận một vòng tròn luân chuyển. Tình yêu thương như hạt mưa thấm đất, một ngày xanh êm ấm lại về trời. Có những hành trình để thấy bạn trong tôi trong bạn, từ hồng hoang lặng lẽ trong đất trời, nay đủ duyên hạnh ngộ, nắm tay thôi gửi tặng một nụ cười. Gian khó bao nhiêu mới có được thân người, cùng sống một cuộc đời tựa mây trắng tinh khôi. Cô đang cống thử 20 lít nước và thấy cũng khá là nặng và quá sức với một thanh niên như mình, huống chi là bà 65 tuổi rồi, hàng ngày vẫn đi 300-400 mét từ khu vực bên kia chở nước về cho gia đình. Thì thấy thực sự ở đây cái nghị lực của mỗi người dân, mỗi người già, thực sự cái khát nước và cái mong muốn có được nguồn nước sạch sinh hoạt rất là cần thiết, và rất là mong nghĩ mọi người sẽ có duyên để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc nơi đây có được nguồn nước sinh hoạt mỗi ngày. Đi, con đưa bà về nhà nhé. Tôi muốn anh lấu thế, tôi muốn này nhỉ.